thì không biết là có một cái lý do gì không. Và cũng lâu lắm rồi Hari mới ra MV mà hôm nay không có chồng đến ủng hộ thì mình có cảm thấy buồn không? Dạ, buồn thì em không có buồn ạ. Tại vì bản thân em thì kiểu như là sao ta, trước khi mà em được lên sân khấu thì em không phải là em chỉ là Hari Won, anh ấy là Trấn Thành. Dạ, và em chỉ muốn là ra sản phẩm của em và người ta đón nhận là sản phẩm của Hari Won, em được độc lập, em thích kiểu như vậy. Cho nên thật ra thì khi mà em làm được và đúng lịch hay là bất cứ cái gì mà có chuyện gì xảy ra và anh ấy phải đi chỗ khác thì em cũng không có cái gì buồn cả. Ai cũng có cái công việc riêng và em cũng thích như vậy. Và bản thân em cũng sẽ kiểu như là ưu tiên được thì ưu tiên, nhưng mà không được thì cũng không thể nào mà ép người kia làm. Tại vì đôi khi người ta cũng có công việc và em rất là tôn trọng về cái phần đó, cho nên thật ra thì em không có buồn ạ. Đó là những chia sẻ của Hari Won, nhưng mà thực tế thì sẽ có một cái điều đặc biệt dành cho Hari Won vào lúc này cũng như tất cả mọi người. Thì thôi xin phép mời mọi người sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để chúng ta cùng xem ạ. Dạ. Nói chung là ngày hôm nay rất là sorry em là chồng sẽ không thể đến dự cái buổi họp báo ra mắt MV của em được, là bởi vì chồng phải đi làm đó. Chồng chúc em sẽ có được thật là nhiều những cái may mắn trong cái ngày ra mắt MV. Hari Won back on top. Ta nghe. Dạ bây giờ em ra thêm lần nữa ạ. Tại vì Vũ cũng biết là ngày hôm nay mà không có Thành xuất hiện á, thì chắc chắn là mọi người sẽ hỏi rất là nhiều và mọi người sẽ thắc mắc rất là nhiều. Cũng như là trước đây thì một khoảng thời gian rất là dài mọi người cứ luôn mình bàn về cái vấn đề mà tình trạng hôn nhân gia đình của đương sự. Nhưng mà thêm một sự trùng hợp mà rất khó tin nhưng mà có thiệt là Vũ đã nhận cái show Lazada cho Thành cách đây 3 tuần. Có nghĩa là Vũ nhận trước khi mà Thành có lịch ra MV của Thành và nhận trước khi mà Thành có lịch Hari có lịch ra cái bài này. Tại sao mà Vũ nhận sớm như vậy là tại vì mấy bạn cũng biết là Lazada thì ngày 11 tháng 11, không phải quảng cáo nhưng mà ý là mình giải thích 11 tháng 11 là sale rất là lớn, sale lớn nhất trong năm luôn. Cho nên là bên Lazada họ đã book Thành rất là sớm rồi, book trước gần 1 tháng. Vũ nhớ là gần 1 tháng luôn. Cho nên là khi mà Vũ nhận lịch của Thành xong, cái Thành báo là ra MV, xong rồi Hari báo ra MV, Vũ có nói hai chồng đó, ê nó nghe nè, là hôm đó banh luôn nha, thế nào là báo chí này kia mọi người cũng sẽ thắc mắc. Nhưng mà mình không thể nào mình dời được cái show kia rất là lớn, show kia là gần cả chục ngàn khán giả lận, mà MV mình cũng không thể dời được. Đó là lý do tại sao mà Thành không có mặt ở đây, và một cái lý do rất là chân thành, rất là thật, không có một cái ẩn khúc gì. Cho nên là hy vọng là sau ngày hôm nay thì mọi người tin là thật ra hai chồng rất là quấn quýt và rất là yêu thương và rất là ghê luôn á mọi người. Mọi người đừng có tại vì mọi người hiểu không, tại vì Vũ là người chứng kiến những điều đó đó, cho nên mọi người mà nghi ngờ về cái tình trạng hôn nhân này Vũ rất là khó chịu á, cho nên là mọi người đừng có nghi ngờ nữa. Dạ, vợ chồng rất là vui vẻ ạ. Cảm ơn mọi người. Rồi, rất là cảm ơn chị Vũ bên chia sẻ. Trúc Nhân cũng là một cái người làm rất là nhiều những cái MV rồi, thì không biết là lần này khi mà xem xong cái MV của Hari Won thì cá nhân Trúc Nhân có cảm xúc gì chia sẻ cùng với lại địa chỉ thân thiết của mình? Chị từng ấy năm ở bên anh kia xong giờ chị ôm anh này, chị nói thiệt em không, chị có cảm xúc gì không? Ủa nhân ơi, anh hỏi anh giờ em thấy được cảm nghĩ mà. Không, em đang thắc mắc cái câu đó lắm nãy giờ. Tại vì em coi cái MV này á, em thấy trong cái ánh mắt và cái nụ cười của anh nó hạnh phúc lắm anh, em không biết có gì được không? Kìa bà ngại rồi kìa, anh đưa mic cho anh đi. Em dùng cái từ đó mà không ngại mấy kỳ đó. Dạ. Không biết nói gì. Kìa mắc cỡ kìa. Dạ. Thì dạ vui. Dạ, rất là vui. Dạ cũng là tại vì cũng may mắn là bạn đó không có tạo cho mình một cái cảm giác là bạn đó là con trai của mình đó, mà bạn đó trở thành nam. Dạ thì với lại được cái là bạn này là kiểu như là khi mà đối xử với Hari là cảm giác là kiểu như là y như là chăm sóc một cô gái chứ không phải là chăm sóc một người chị hoặc là chăm sóc mẹ, cho nên Hari cảm giác khi mà ôm bạn đó thì cũng là kiểu như là thật ra thì bạn kia là chủ động rất là nhiều, chắc là cũng kiểu lo sợ là chắc là cô này không có chủ động được hay sao, là tất cả những cái ôm hay gì đó là bạn đó là chủ động và mình chỉ là cảm nhận thôi, là vui. Dạ cảm ơn ạ. Đó, thấy cười. Tại vì sau cái cái gì cảm thấy cảm ơn em quên tên Hoàng Thúy Xuân Thị. Cái sau kêu Hoàng Thúy Xuân Thị là chị vào vai một cái người lượm ve chai. Đúng rồi. Rồi sau cái đó em đã rất là bất ngờ với lại cái sự chịu khó hóa thân của chị, và một cái cú trở mình rất là lớn so với cái hình tượng này, một người phụ nữ đã có gia đình rồi nhưng mà khi mà chị hóa thân vào một cái cô dâu và trong một cái clip, một cái tình yêu rất là mơ mộng, rất là đẹp như thế này á, mà em vẫn thấy trong cái ánh mắt của chị nó có cái sự long lanh và cái nụ cười ấy, nó giống như là đang trao đổi một cái chemistry hạnh phúc mà nó làm cho em tin thấy rằng là chị đang hạnh phúc trong cái tình yêu ở trong cái MV luôn á. Chị hạnh phúc thiệt mà. Thiệt. Dạ, hạnh phúc thiệt mà. Cho nên là em cảm thấy rất là vui và cũng một phần em ngưỡng mộ về cái sự chịu khó của chị, tại vì cái khoảng thời gian mà chị ở bên Hàn Quốc em biết nó lâu như thế nào, và khi mà mình không ở Việt Nam á thì em không biết là cái sự thực hiện MV mà chị cần thiết một cái gì đó là nó có liền. Ở Việt Nam mình làm được điều đó thì ở Hàn Quốc cái điều đó có dễ không? Thật ra thì không dễ, rất là không dễ, và bản thân Hari thì nói chung là đây có thể là một cái sản phẩm mà tốn tiền nhiều nhất của Hari. Chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ tốn tiền rất nhiều như vậy. Có thể là những người khác thì xài tiền cao thì cũng quen, giống như Trúc Nhân đi chẳng hạn, là Trúc Nhân là đầu tư một lần là trời ơi mấy tỷ đồng là chuyện rất là bình thường với Trúc Nhân, tại vì Trúc Nhân rất là kiểu như là chịu khó làm cái MV cực kỳ là hoàn chỉnh, rất là cầu toàn. Còn bản thân Hari thì không có cái tính cầu toàn kiểu như Trúc Nhân. Không phải là mình không muốn mà lại cái tính của mình nó không có như Nhân. Nhưng mà trong khi đó thì lần này thì kiểu như là Hari cũng nói với chị quản lý, chị Vũ luôn là chị lần này năm nay em kiếm được bao nhiêu em đốt hết nhà chị kiểu vậy. Thiệt sự là bây giờ mình phải kiếm thêm để mình phải trả nợ chứ không phải là như vậy. Nói chung là lần này thì Hari cũng tốn khá là nhiều, nhưng mà đây sẽ là một cái sản phẩm mà Hari cho là mình cảm thấy là tôi cũng biết đầu tư và tôi cũng rất là quan tâm đến sản phẩm của mình, và Hari cũng muốn là đây là một cái sản phẩm nghiêm túc mà Hari có thể là đáng nhớ. Cảm ơn Trúc Nhân ạ. Dạ không biết là tiếp theo ạ, có một anh chị phóng viên nào người ta có câu hỏi gì thì Quán à, Nhân đá qua cho Quán. Cảm nhận của Quán đi. Cảm nhận của Quán. Mình định đặt câu hỏi nữa nha. Dạ, chào mọi người ạ. Thì coi MV xong thì Tuấn cũng hiểu là tại sao Hari có một khoảng thời gian mất tích như vậy. Xem xong MV thấy một sự chỉnh chu, rất là dễ thương, mọi thứ rất là đẹp, rất là ngôn tình. Nhưng mà xem xong MV thì Tuấn một cái rất là buồn. Tuấn buồn là Tuấn nhớ là Tuấn đóng với Hari cũng hai sản phẩm ở Việt Nam mà không được đi Hàn. Mình có quay có một cái thôi mà. Được. Anh cứ đi thiên lý là mấy cái là cái buồn thứ nhất. Và cái buồn thứ hai là khi mà Hari nói đây là lần đầu tiên có người tạo cho Hari một cảm giác là không phải là má tự nhiên cảm xúc Tuấn bị trùng xuống á. Tôi không biết là Hari có nói câu đó có nể mặt Tuấn không vậy? Dạ. Thì dạ nói em câu đó dùng được không? Thật ra thì Tuấn là không phải là một người sao ta, Tuấn cũng có cái tạo cảm giác là đàn ông chứ. Đúng rồi đó mọi người. Dạ xin hết. Anh chuyển video chỗ khác đi. Người tiếp theo là cô Lê Gia. Em muốn cô Lê Gia nhận xét cái gì? Em không biết. Đây chương trình của anh đây anh. Anh nghe Henry nói anh hiểu. Ý là ngày xưa là đóng với Tuấn là thật sự là rất là cảm giác là Tuấn là một người đàn ông. Tuy nhiên là bởi vì khi đóng với người này thì thấy ngày này người ta hợp hơn, người ta men hơn thôi. Chứ không có cái ý là Tuấn ngày xưa không có. Ý là vào thời điểm này phụ nữ người ta thay đổi, em hiểu không? Không, Tuấn chưa phải là do Tuấn. Đó. Tuấn rất là men, rất là đàn ông, dạ. Đó. Kia đàn ông, ai cũng biết, dạ. Dạ rồi. Nhân ác dễ sợ lắm. Dạ rồi, không biết là các anh chị phóng viên ạ. À dạ rồi, phía trên kia. Xin mời bộ phận chuyển mic giúp Bảo lên phía trên kia. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.